Vâng, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bonsai Mini. Thì hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn, đây là một cái chậu cây trầu và tôi trồng thủy canh. Tôi sử dụng một cái bình gốm để đựng nước này, và tôi cho một cái nhánh trầu và thì rễ nó đã ra như thế này các bạn này. Khi mỗi lần mà nó ra một lá thì sẽ có những cái rễ phụ nó mọc ra. Thì để các bạn có thể thấy được cụ thể về cái bộ rễ của nó phát triển như thế nào thì tôi sẽ đưa cái cây này ra. Đây, các bạn có thể thấy được cái bộ rễ cụ thể của nó phát triển. Đây. Thì cái bộ rễ này tôi đã có cắt tỉa và chỉnh sửa cho nó gọn bớt rồi. Thì các bạn có thể thấy được là rễ nó phát triển rất là nhiều. Đây này, tôi đã đan lại thành chùm. Đấy. Ở cái cây này thì tôi đã cuốn nhánh này thì tôi đã cuốn lại một cục này. Đấy. Thì đối với cây trầu bà nó trồng thủy canh rất là dễ các bạn, và cây nó cũng phát triển rất là xanh tốt các bạn. Thì để các bạn có thể dễ hình dung hơn ấy, các bạn có thể sử dụng một vài nhánh nếu ở trong cái cây này thì các bạn có thể cắt bớt đây. Thì các bạn có thể dâm ra cái nhánh này, bỏ cái bộ rễ này vào, các bạn dâm ra thì nó sẽ kích thích và nó sẽ tự nó mọc rễ thêm và nó dài hơn. Đấy. Thì tác dụng của cái cây trầu bà nó có rất nhiều tác dụng. Tác dụng đầu tiên đó là nó tăng cái không gian xanh cho cái khu vực các bạn làm việc. Tác dụng thứ hai mà cây trầu bà nó mang tới đấy là nó lọc cái không khí này, và nó sẽ giúp cho không khí ở trong cái gia đình của các bạn xanh và sạch hơn. Thì rất là nhiều video mà tôi đã giới thiệu về các bạn cái cây trầu bà này. Thì cây trầu bà thì các bạn có thể sử dụng trồng đất này, trồng nước này, và nói chung là hoặc là trồng trong cái không khí ẩm. Đối với những cái cách phương pháp thủy canh thì tôi có rất là nhiều video đã hướng dẫn cho các bạn cách để các bạn trồng được cây trầu bà này. Đây là cái chậu mà tôi trồng bằng nước, còn đây là cái cây mà tôi đã sử dụng và tôi trồng bằng đất các bạn. Nó phát triển rất tốt. Vâng, thì ở những cái video tiếp theo tôi sẽ tiếp tục giới thiệu các bạn nhân giống cái cách trầu bà và cách trồng làm sao để có một cái chậu trầu bà đẹp và tốt. Vâng, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.